giây phút sống thật bình yên và hạnh phúc tất cả những người dân ở đất liền của chúng tôi. Dĩ nhiên trong đó có những người nghệ sĩ chúng tôi đây, không thể nào quên ơn được tất cả các bạn, các anh, các chị chiến sĩ đang công tác ở biển đảo xa xôi. Các bạn thân mến, những người chiến sĩ yêu quý của chúng tôi, trái tim của chúng tôi luôn hướng về các bạn. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một biển ồn ào. Anh đợi chiều em. Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Dấu mai đây xa anh đèn thành phố, anh đến buồn nào nơi thăm thẳm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời không lẽ nói bên một các cán bộ chiến sĩ và nhân dân các vùng biển đảo của Việt Nam chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc, luôn năng động sáng tạo và luôn vững chắc tay súng canh giữ biển trời quê hương. Các anh ơi, mặc dù ở ngoài đảo nhưng mà các anh không một mình đâu, tại vì ở trong đất liền chúng em luôn nhớ đến các anh. Khi chia tay anh nhào trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào em lại dịu em. Anh như con tàu lặn sóng từ hai phía, biển một bên và em một bên. Đất nước Nam Lào chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gần trời khuya đảo vắng, biển một bên và em một bên. Cho dấu tôi không còn biển nữa, không có em yêu, anh chỉ còn với con. Cho dẫu thế thì anh